Trong kỹ thuật bấm huyệt thập chỉ liên tâm pháp thì chúng ta có một phương pháp dùng để cấp cứu người bị ngất. Thì khi chúng ta gặp trường hợp người bị mất, chúng ta sẽ sử dụng hai huyệt là huyệt chi thế 1-2 và chi thế 4-5. Chúng ta sẽ khóa chi thế 1-2, đẩy chi thế 4-5. Và sau đó chúng ta sẽ khóa chi thế 4-5, đẩy chi thế 1-2. Sau đó chúng ta sẽ đẩy cùng lúc hai chi thế. Động tác này sẽ làm hồi sức ngay cho cái người bị ngất.